Công thương qua góc nhìn báo chí ngày 10 tháng 6, Việt Nam sẽ nhập khẩu lạm phát thế giới. Chủ đề xuất nhập khẩu, công nghiệp, năng lượng là các nội dung nổi bật được báo chí phản ánh trong ngày hôm nay 10 tháng 6. Xuất nhập khẩu tiếp tục là chủ đề được báo chí quan tâm. Tạp chí VN Economy đưa bài áp lực chi phí tăng cao, xuất khẩu cà phê vẫn có thể lập kỷ lục mới với 4 tỷ đô la Mỹ. Theo đó, với kim ngạch xuất khẩu cà phê 5 tháng đầu năm đã vượt 2 tỷ đô la Mỹ, Hiệp hội Cà phê, Cacao Việt Nam, Vicofa cho rằng ngành cà phê đang có cơ hội vượt qua con số kỷ lục 3,7 tỷ đô la Mỹ của năm 2012 để lần đầu tiên cán mốc 4 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Tuy nhiên, xuất khẩu cà phê của Việt Nam cũng phải đối mặt với nhiều thách thức khi nông dân trồng cà phê đang chịu áp lực trước chi phí phân bón và xăng dầu tăng cao, ảnh hưởng đến lợi nhuận. Một số hộ phải cắt giảm chi phí đầu vào, hạn chế bán ra để chờ giá tăng. Trong khi đó, đối với sản phẩm cá tra, báo Thanh Niên có bài "Sốt giá thực phẩm toàn cầu giúp xuất khẩu cá tra tăng mạnh". Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), lạm phát giá thực phẩm và thủy sản cao kỷ lục trên thế giới là một lợi thế cho mặt hàng cá tra xuất khẩu của Việt Nam. Xuất khẩu cá tra sang thị trường EU đã khởi sắc trở lại sau hơn 3 năm ảm đạm. Trong lĩnh vực công nghiệp, báo Tiền Phong có bài "Đầu tư khu công nghiệp, khu chế xuất chưa hấp dẫn các đại gia châu Âu". Báo này trích dẫn lời ông Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng khu công nghiệp Việt Nam vẫn chưa thu hút được những đại gia lớn trên thế giới. Đối với lĩnh vực tiêu dùng, VTV News có bài "Lạm phát toàn cầu gây sức ép lên Việt Nam". Tại Việt Nam, giá xăng dầu tăng theo giá thế giới, giá lương thực, thực phẩm, giá hàng hóa và dịch vụ thiết yếu tăng theo giá nguyên nhiên, vật liệu đầu vào là nguyên nhân chủ yếu đẩy chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 tăng 0,38% so với tháng trước. Dù đây chưa phải mức tăng cao, tuy nhiên trong xu hướng giá cả vẫn đang tăng nóng trên toàn cầu, việc kìm giữ đà tăng này là một thách thức. 5 tháng đầu năm, chỉ số giá tiêu dùng đã vượt qua mốc 2,25%, trong khi mục tiêu kiểm soát lạm phát cho cả năm là dưới 4%. Như vậy, dư địa để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đã đề ra là không còn nhiều.